Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Khởi động ngày mới, điểm hẹn tin tức thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay với một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Than Uyên triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 07 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Các trường mầm non trên địa bàn của thành phố Lai Châu chú trọng phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, cách đây 76 năm, 19 tháng 12 1946, 19 tháng 12 2022, để bảo vệ nền độc lập tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Từ đó, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, khẳng định khát vọng hòa bình, ý chí và quyết tâm sắt đá bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc. Cuối năm 1946, sau khi có thêm viện binh, thực dân Pháp liên tục tiến hành các hành động khiêu khích. Đặc biệt, ngày 18 và ngày 19 tháng 12 năm 1946, thực dân Pháp đã liên tiếp gửi tối hậu thư buộc chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phải phá bỏ công sự trong thành phố, giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Trước âm mưu, hành động xâm lược của kẻ thù, nhân dân Việt Nam không còn con đường nào khác là cầm súng chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do. Ngày 18 và ngày 19 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp hội nghị tại Vạn Phúc, Hà Đông, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Khoảng 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, quân dân thủ đô Hà Nội nổ súng mở đầu kháng chiến toàn quốc. Cùng với Hà Nội, quân dân các địa phương khắp Bắc, Trung, Nam đã anh dũng đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược. Cả dân tộc chung sức đồng lòng với ý chí sục sôi, niềm tin tất thắng. Trải qua gần 2 tháng liên tục chiến đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, 76 năm đã trôi qua. Chúng ta càng nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về chủ trương phát động toàn quốc kháng chiến của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 12 năm 1946. Trước hết, đó là kết quả từ một quá trình đấu tranh đầy cam go, phức tạp, thể hiện bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trước thử thách ngặt nghèo, mà biểu hiện cụ thể là những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, vừa linh hoạt, mềm dẻo, nhưng cũng rất kiên quyết. Bao trùm hơn tất cả, quyết định ấy góp phần khẳng định cho đường lối chính trị, đường lối quân sự độc lập, tự do, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong cuộc đụng đầu lịch sử với thực dân Pháp. Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai Châu luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, sau gần 19 năm chia tách, thành lập, kinh tế của tỉnh Lai Châu phát triển nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, di dân tái định cư, các công trình thủy điện, xây dựng nông thôn mới. Kinh tế liên tục tăng trưởng, tốc độ tăng GDP bình quân hàng năm đạt 13%. Đặc biệt, năm 2022, mặc dù còn gặp không ít những khó khăn, song tăng trưởng của tỉnh vẫn đạt 9%. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2022 đạt trên 2.200 tỷ đồng, gấp 84 lần so với năm 2004. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 48 triệu đồng. Công tác xóa đói giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, bình quân mỗi năm giảm trên 5%. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, đã hình thành một số đô thị mang bản sắc văn hóa các dân tộc. Diện mạo nông thôn, đô thị của tỉnh đã có nhiều khởi sắc. Đến nay, tỉnh đã có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố Lai Châu và huyện Tân Uyên đã hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Khoảng cách phát triển so với cả nước được thu hẹp. Lai Châu đã cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nhiều chỉ tiêu phát triển đạt mức trung bình so với các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, trong tuần qua ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 tại huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Than Uyên, thành phố Lai Châu và huyện Nậm Nhùn. Số ca mắc giảm 17 ca so với tuần trước. Số liều tiêm được trong tuần là gần 3.000 mũi, trong đó số liều tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi là 2.732 liều, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 194 liều. Lũy tích tổng số liều vaccine đã sử dụng trên địa bàn tỉnh đến nay là 1.206.000 liều, đạt 99,7% trong tổng số đã tiếp nhận.
Thời gian tới, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng các kịch bản phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch. Các địa phương tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả, hoàn thành tiêm cho các đối tượng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhất là các nhóm nguy cơ cao. Chỉ đạo các cơ sở điều trị tiếp tục thực hiện tốt phân tuyến, phân luồng, khám sàng lọc bệnh nhân, đảm bảo công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị, đặc biệt là với các nhóm nguy cơ cao, không để xảy ra có trường hợp tử vong do dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ tuyến dưới. Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền nâng cao kiến thức của người dân hướng đến thay đổi hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe để phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là thực hiện 2K, bao gồm khẩu trang khử khuẩn và tiêm vaccine. Ngay từ đầu năm, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các cấp các ngành tích cực triển khai các nhiệm vụ giải pháp về phục hồi và phát triển kinh tế, chủ động điều hành linh hoạt phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, tổng giá trị sản xuất tăng 50 tỷ đồng so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người vượt kế hoạch trên 1 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 7,64% so với dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Thương mại dịch vụ du lịch, xuất khẩu hàng địa phương tiếp tục được duy trì. Quan tâm nắm bắt tình hình và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện. Những năm qua, đặc biệt là năm 2022, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên tỉnh giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2 trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1 trở lên. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, mẫu giáo đạt 99,7%, tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở đạt 94,3%, đều đạt và vượt kế hoạch. Trung học phổ thông đạt 54% trở lên, đạt kế hoạch. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 57,8%. Thực hiện phong trào thi đua chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Huyện Tam Đường phấn đấu năm 2023 giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 5,56% trên năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Năm 2022, hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động. Cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đường đã tích cực vào cuộc, chung tay thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân là 5% trên năm, đạt 166,7% kế hoạch. Qua đó đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo, hộ cận nghèo được cải thiện rõ nét. Cơ sở hạ tầng tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn được quan tâm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt hơn phát triển kinh tế xã hội. Phát huy những kết quả đạt được nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Tam Đường cán đích huyện nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 07 ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 đã trở thành động lực, cơ hội giúp cho nhiều hợp tác xã, hộ chăn nuôi, gia súc trên địa bàn của huyện Than Uyên có thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua con giống, trồng cỏ và các loại cây làm thức ăn cho gia súc, phát triển mô hình chăn nuôi tập trung quy mô lớn, thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nông hộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây để cập nội dung này. Năm 2022, khi đang dự tính thay đổi phương thức chăn nuôi, thì gia đình chị Vàng Thị Quyết ở bản Sân Bay, xã Phúc Than được nhận hỗ trợ 40 triệu đồng từ Nghị quyết số 07. Theo đó, chị quyết định đầu tư làm chuồng trại kiên cố, tăng đàn nuôi với 24 con bò, 6 con trâu, trồng 6.000 m2 cỏ voi. Nhờ chăm sóc tốt, gia đình chị vừa bán được 12 con bò giống và hiện đang chuẩn bị trồng thêm 6.000 m2 cỏ voi, đảm bảo cho điều kiện nuôi nhốt. Được hỗ trợ của nhà nước 40 triệu thì gia đình tôi cũng đỡ đi phần nào chi phí của gia đình. Và được chăn nuôi trâu bò là hỗ trợ cho gia đình được cũng vớt đi phần khó khăn. Cảm ơn Đảng nhà nước đã quan tâm đến gia đình chúng tôi.
Thực hiện nghị quyết số 07, huyện Than Uyên được giao tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng, triển khai 9 nội dung, trong đó hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ trồng cỏ. Đến thời điểm này, huyện đã hỗ trợ kinh phí làm mới 2.000 m2 chuồng trại chăn nuôi tập trung, đạt 100% kế hoạch cho các hợp tác xã và các hộ chăn nuôi tại các xã Phúc Than, Mường Than, Tà Mung, Khoen On. Hỗ trợ kinh phí trồng mới trên 33 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi và 300 m3 bio gà. Ở trên địa bàn của xã Phúc Than thì hiện nay là có các cái mô hình hưởng lợi từ cái nghị quyết 07 về trang trại chăn nuôi lợn, chăn nuôi trâu bò. Có các cái hộ ở các cái khu bản tập trung như là ở bản Sâm Sẩu, ở bản Sơn Bay, ở bản Nậm Ngùa, ở bản Đội 9. Các hộ này thì từ khi được hưởng lợi từ cái chính sách nghị quyết 07 thì bà con cũng đã tận dụng và thực hiện tốt. Rất nhiều hộ gia đình là được thụ hưởng từ cái chính sách và phát triển rất là có hiệu quả cái mô hình chăn nuôi trang trại nhỏ và vừa. Nghị quyết 07 được triển khai trên địa bàn huyện Than Uyên từ năm 2021. Ngay sau khi mà nghị quyết ban hành thì chúng tôi cũng đã tham mưu huyện tuyên truyền đến các xã và các hộ dân là thực hiện hầu hết các cái nội dung của chính sách. Nghị quyết về hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi tập trung là một trong những cái chính sách mà được rất là nhiều xã quan tâm. Đến thời điểm này thì cũng đã khá là nhiều cơ sở gồm có cả hộ cá nhân và hợp tác xã được hỗ trợ về chuồng trại. Qua cái việc hỗ trợ này thì hiện nay thì hầu hết những cái đơn vị mà được hỗ trợ thì đều đã chăn nuôi theo quy mô tập trung. Bên cạnh cái việc mà làm chuồng trại thì sẽ làm thêm cả bioga, đệm lót sinh học và trồng cỏ để chăn nuôi. Nó sẽ góp phần làm cho cái mục tiêu là chăn nuôi tập trung cũng như là dành đất để sản xuất hàng hóa sẽ có cái ngày càng bền vững hơn và có hiệu quả cao hơn. Với việc triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển ổn định đàn vật nuôi và cộng hưởng những ưu đãi từ nghị quyết số 07 đã góp phần đổi thay tư duy sản xuất của nông hộ. Nhờ đó, năm 2022, tốc độ tăng đàn gia súc của huyện Than Uyên đạt 7,7%. Toàn huyện hiện có 66 cơ sở chăn nuôi tập trung, trong đó có 50 cơ sở chăn nuôi trâu bò, quy mô 20 con trở lên, 12 cơ sở chăn nuôi lợn, quy mô 60 con trở lên, 4 cơ sở chăn nuôi gia cầm, quy mô 500 con trở lên. Tổng diện tích trồng cỏ chăn nuôi đại gia súc ước đạt 227 ha. Trên 90% các hộ gia đình chăn nuôi đại gia súc có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo phòng chống rét và có sự trữ thức ăn trong vụ đông. Thưa quý vị, thưa các bạn, phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của giáo dục mầm non. Ngôn ngữ sẽ giúp trẻ bày tỏ, trao đổi và giao tiếp trong học tập cũng như là vui chơi. Thông qua hoạt động dạy phát triển ngôn ngữ thì sẽ giúp cho trẻ phát triển lời nói mạch lạc, rõ ràng hơn. Thời gian qua thì Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu đã chỉ đạo các đơn vị trường mầm non triển khai trên địa bàn của toàn thành phố, triển khai và đẩy mạnh các ứng dụng phương pháp khoa học tiên tiến vào việc giảng dạy ở bậc mầm non, từ đó phát triển ngôn ngữ để giáo dục trẻ một cách toàn diện, bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy, nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hóa cho trẻ. Tại tiết học chuyên đề phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non của lớp mẫu giáo lớn A1, trường mầm non Hoa Sen, phường Đoàn Kết, giáo viên đã tổ chức các trò chơi hoạt động liên quan đến nhận thức mặt chữ, như trò chơi ghép chữ, xếp các loại vật liệu là các loại hạt để ghép thành các chữ cái, in hoa, in thường, ghép đôi các cặp chữ theo từng đội nhóm, tạo sự hứng thú trong học tập và phát triển ngôn ngữ thông qua các câu hỏi của giáo viên liên quan đến các chữ cái. Tiết học có ứng dụng phương pháp dạy học tiên tiến STEM, ứng dụng công nghệ thông tin, trò chơi quiz và kết nối trực tiếp với các điểm trường lớp học khác. Từ các hoạt động học mà chơi, chơi mà học giúp trẻ phát triển tư duy, óc tưởng tượng, phát triển ngôn ngữ mạch lạc, mở rộng vốn từ. Thông qua hoạt động kể chuyện còn giúp trẻ biết yêu cái đẹp, hướng tới cái đẹp để giáo dục trẻ một cách toàn diện, bao gồm sự phát triển về đạo đức, tư duy, nhận thức và các chuẩn mực hành vi văn hóa. Để phát triển ngôn ngữ thì là một giáo viên lớp mẫu giáo lớn thì tôi đã áp dụng rất là nhiều những phương pháp, ví dụ như là STEAM và đặc biệt là công nghệ thông tin. Thì trong công nghệ thông tin thì chúng tôi đã ứng dụng cái trò chơi QG, thì qua đó trẻ đã rất là hứng thú và tích cực tham gia vào tiết học. Qua đó thì là phát triển rất tốt cho trẻ về tư duy cũng như nhận thức và giúp trẻ có một cái hành trang vững chắc để chuẩn bị bước vào lớp 1.
Năm học 2022-2023, thành phố có 13 trường mầm non với hơn 3.800 học sinh, trong đó có 11 trên 13 trường đạt chuẩn quốc gia. Từ 2 đến 6 tuổi là giai đoạn quan trọng và đặt nền tảng cho sự phát triển trí tuệ, thể chất và đặc biệt là ngôn ngữ của trẻ mầm non. Thời gian qua, các trường mầm non trên địa bàn thành phố luôn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp để phát triển ngôn ngữ cho trẻ. Thông qua các hoạt động vui chơi ngoài trời, vui chơi trong lớp, làm quen với văn học và các hoạt động khác của trẻ. Mục tiêu của môn học phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non đó là bước đầu hình thành cho trẻ những năng lực ngôn ngữ như nghe lời nói và phát âm, khả năng sử dụng từ ngữ, các kiểu câu tiếng Việt và đặc biệt là nói năng mạch lạc trong giao tiếp và học tập. Song song với đó là trang bị cho các em một số kỹ năng tiền đọc, viết cần thiết để học tiếng Việt ở lớp 1. Để chuẩn bị sẵn sàng cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi bước vào trường phổ thông, đặc biệt là bước vào lớp 1, thì ngay đầu năm học, phòng đã chỉ đạo các đơn vị trường để tổ chức cái việc dạy học kết nối liên cấp giữa cấp mầm non và cấp tiểu học. Trên cái cơ sở đó thì cơ bản các đơn vị trường đã triển khai thực hiện là khá là tốt. Và năm học 2022-2023, chúng tôi đẩy mạnh các tiết chuyên đề kết nối liên cấp giữa cấp mầm non và cấp tiểu học và cấp tiểu học với cấp trung học cơ sở. Đối với lại cấp mầm non thì đặc biệt là tập trung vào làm quen với chữ cái và làm quen với toán, trên cơ sở đó để tạo cái nền tảng bước đầu để cho trẻ và bước đầu và cho trẻ làm quen với lại việc mà khi mà bước vào trường phổ thông nó thuận lợi hơn và nó dễ dàng hơn và để tạo một cái tâm thế sẵn sàng cho trẻ. Thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lai Châu tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường, tiếp tục tạo điều kiện cho các con có cơ hội tự do sáng tạo, tích lũy được những kiến thức về thế giới xung quanh một cách tự nhiên nhất, giúp trẻ mở rộng vốn từ một cách chủ động, luyện phát âm, phát triển khả năng biểu đạt. Trẻ biết trình bày ý kiến, suy nghĩ, tự tin khi kể về một sự vật hay sự kiện nào đó bằng chính ngôn ngữ của mình. Đây là hành trang cho bé để bước vào các cấp học cao hơn. Qua đó thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mầm non của thành phố. Mỗi giọt máu tình nguyện không chỉ đơn thuần là liều thuốc cứu người mà còn là tấm lòng yêu thương, chia sẻ bất hạnh và tiếp thêm sự sống cho người bệnh. Đây còn là một trong những nghĩa cử cao đẹp của con người, với truyền thống tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam nói chung và người dân trên địa bàn của huyện Tân Uyên nói riêng, với phương châm mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Một năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn của huyện Tân Uyên đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân đang cần đến máu. Phóng sự sau đây phản ánh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái. Nhận thức được vai trò và ý nghĩa, nhiều người dân trên địa bàn huyện Tân Uyên đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện. Họ sẵn sàng hiến máu khi có người cần. Tham gia hiến máu lần này là lần thứ 5 rồi. Và chị rất là vui khi mà được hiến một chút máu nhỏ của mình đến mọi người để cứu người. Mình cũng tiếp tục tuyên truyền tới gia đình, bạn bè và đồng nghiệp cùng nhau là góp phần chút cái giọt máu hồng của mình đến những người bệnh. Năm 2022, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện Tân Uyên đã ban hành 2 kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2022. Qua đó thu được trên 400 đơn vị máu. Năm 2022, Ban Chỉ đạo Hiến máu tình nguyện huyện đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 6 cá nhân, 1 hộ gia đình. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu tặng giấy khen cho 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Từ ngày thành lập, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện huyện Tân Uyên đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, cơ quan, đơn vị trường học, đẩy mạnh truyền thông về vai trò và ý nghĩa của hiến máu tình nguyện, đồng thời tổ chức nhiều chiến dịch, sự kiện lớn về hiến máu tình nguyện nhằm thay đổi nhận thức và hành động của người dân. Tiêu biểu như lễ hội Xuân Hồng, hành trình đỏ, nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương, những giọt hồng hè, khuyến khích vận động người dân ở các địa phương tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Qua đó đẩy nhanh công tác truyền thông, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về hiến máu tình nguyện, hướng đến thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng chất lượng, hiệu quả và bền vững, góp phần xã hội hóa công tác hiến máu tình nguyện.
Đây còn là hoạt động ý nghĩa giúp nâng cao lòng tự hào về nghĩa cử cao đẹp hiến máu tình nguyện cứu người của những tấm gương tiêu biểu, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, xây dựng văn hóa, thói quen hiến máu nhắc lại thường xuyên của mỗi người trong cộng đồng. Hiến máu tình nguyện là một cái hoạt động nhân đạo hết sức sâu sắc. Đối với năm 2022 thì Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện của tỉnh đã ban hành kế hoạch 1959. Với cái kế hoạch này thì Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện của huyện tổ chức làm hai đợt. Một đợt vào tháng 7 năm 2022. Trong đợt tháng 7 này thì Ban Chỉ đạo Vận động đã tổ chức hiến máu và tôn vinh tập thể, gia đình, cá nhân có những thành tích tiêu biểu trong cái phong trào hiến máu của huyện nhà. Có thể thấy rằng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Tân Uyên trong thời gian qua đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, qua đó góp phần đem lại nhiều niềm vui, nụ cười và hạnh phúc với sự sống cho nhiều người bệnh đang cần máu. Với những tình cảm, tấm lòng nhân ái, trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện huyện Tân Uyên sẽ tiếp tục lan tỏa rộng rãi, để thứ đó tạo truyền thống, nhân văn trong xã hội. Chương trình khởi động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị và các bạn một tuần làm việc mới hiệu quả và thành công. Xin kính chào tạm biệt.